Mì gói kho. Mì gói đâu quá đâu. Mì gói với nước nóng, nước nóng, nước nóng, nước nóng. Trời, bữa đó trời lạnh ăn ngon lắm. Món gì đó cho cả đoàn ăn kỳ này đó hả? Món là lăng bào gì nè. Món gì chị? Món cuối cùng đi theo bác Hải, bè nữ theo bác Hải là món rang bào. Rang bào là lao bàn. Món đó chị làm chứ. Cô Thủy, lại nói gì chúc mừng các đoàn Thanh Linh nha. Thôi chúc mừng các đoàn Thanh Linh mỗi ngày một tiếng mạnh. Ơn chú Thanh Nam nóng gì ăn nấy và sẽ hoạt động trong cái gì. Cảm ơn cô. Chú Hùng, lại nói gì chúc mừng các đoàn Thanh Linh không? Thôi bỏ mì gói đi. Rồi, đến các đoàn Thanh Linh này nè, có gì chúc mừng các đoàn Thanh Linh không? Chúc mừng Thanh Linh ngày bồng mạng sắp tới. Dạ. Chào chú gì sức khỏe.